có trắng gió nhật nha mình, con này là con solid pad, có trắng gió nè, kiểu dáng của nó rất là độc, như là như con vịt đang mổ vậy đó. Đây nó đang còn nó có trắng gió ở đây ha, mình khỏi sợ gió, em đang bật máy lạnh hoặc quạt phà. Và con này là con solid pad ha, chất liệu của nó là đồng khối, mình thấy nó bóng không, nó bóng, da này là da dinh của nó cho nên là em để như vậy, chứ mà anh lột da ra ở trong nó là nguyên một cái bật lửa vàng khè luôn, nó đồng khối ha. Cái lớp này là cái lớp 2K của nó, cái lớp 2K của nó, cái đồng khối này đồng solid pad là sao, nó là đồng khối, nó phủ thêm lớp 2K bong bóng bóng nè, chống oxy hóa, chống chống tác động của môi trường á. Mặt của nó đây, logo của nó đây ha, bạn này làm nhiều logo quá nhỉ, đó mọc của nó, logo của nó đây. Con này là con trắng gió ha, Nhật nó ít làm, mẫu có trắng gió lắm, nhưng mà mẫu này có trắng gió hay Việt xưa 1950 ha. Anh nào mà đây kích cỡ so với cái thuốc ha, cầm cái con này cầm rất là thuận tay nha, mấy anh nhìn cầm rất là thuận tay, mấy anh cỡ 10 lên 10 này thấy vật đã không, cái con này cầm cầm cảm giác rất là thuận tay nha, chứ không có phải là mấy anh sợ nó nhỏ đâu, không có nhỏ đâu, cảm giác nó rất là thuận tay và bỏ vô cái thuốc được. Đây cái da này là da dinh của nó ha, đó, nó to nhưng mà nó rất là thuận tay, nó rất là thuận tay luôn đó, nên để trên cái thuốc nó độc đúng không, cái da này da dinh của nó, cầm rất là êm tay và đỡ khi mà rơi rớt nó đỡ cái tổn thương đến cái quẹt, nên em mới để như vậy ha, cái lột ra nó ra nguyên khối đồng đẹp lắm á.